IAEA triệu tập cuộc họp kéo dài một tuần về chương trình nguyên tử của Iran, tin từ Vienna, cơ quan hoạch định chính sách với 35 thành viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã bắt đầu cuộc họp kéo dài một tuần tại Vienna vào ngày hôm nay. Chủ đề chính của cuộc họp là cuộc điều tra về những gì mà IAEA gọi là khía cạnh quân sự của chương trình hạt nhân của Iran. Các quan chức Tây Phương nói rằng Iran cần phải giải quyết mối quan tâm của IAEA nếu muốn Hoa Kỳ và năm cường quốc khác đạt được một hiệp ước hạt nhân lâu dài với Iran. Khai mạc cuộc họp kín ngày hôm nay, Tổng Giám đốc cơ quan IAEA, ông Yukiya Amanu, cho biết các biện pháp cụ thể đã được đồng ý với Iran đã được thực hiện bởi Iran theo như kế hoạch. Các cuộc đàm phán của IAEA và Iran khác biệt với các cuộc đàm phán giữa Tehran và Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh Quốc, Trung Quốc và Nga. Nhưng cả hai đều tập trung vào những lo ngại cho rằng Iran có thể bí mật sử dụng chương trình phát triển điện hạt nhân để phát triển một vũ khí nguyên tử. Bình luận của ông Amanu được xem là sự tích cực thận trọng của 6 cường quốc thế giới đang hướng tới việc đạt được một hiệp định cuối cùng với Iran trước thời hạn 20 tháng 7 để giải quyết cuộc tranh chấp đã kéo dài một thập niên. Iran và 6 cường quốc thế giới sẽ gặp nhau tại Vienna vào cuối tháng 6.